Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh Máy Cắt Cỏ ha. Tiếp tục thì hôm nay là cái mã là lô chữ Q nha anh em. Cũng là 12 máy ha. Đó, thì anh em có chốt thì cứ vui lòng gọi vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Số điện thoại đó bên em có sử dụng Zalo nha anh em. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Đó thì máy gì đâu đẹp dữ trời. Rồi thì sao ta, nói chung là hàng em bán tất cả là hàng này là hàng điều hàng Nhật Bản hết nha anh em à, chưa qua tay người dân Việt Nam sử dụng. Và máy em bán á, lúc nào là giá bên em cũng bao rẻ bao chất lượng cho anh em, hàng em nhập là từ bãi ha, về số lượng lớn à, lúc nào cũng giá rẻ cho anh em, về cho anh em mình sử dụng gia đình. Thì anh em mua máy bên em khỏi cần đặt cọc, đến nơi anh em chốt con đó, đến nơi kiểm tra đúng con đó, châm xăng pha nhớt vô, giật nổ ngon lành, nhận hàng trả tiền. Nếu như mà đến nơi châm xăng giật không nổ hay là trường hợp nó như nào đó không đúng như là em nói, trả máy về, anh em không mất 1.000 nào hết. Và cái giá em bán cho anh em á, là em bao ship tới nơi cho anh em luôn. Ví dụ như anh em ở Sóc Trăng, Cà Mau, miền Tây, miền Đông, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nếu chung ở trong nước Việt Nam là bên em gửi hàng được ha, đảo Phú Quốc, đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nói chung là giao láng hết anh em ơi, chỗ nào cũng giao hết nha. Đó, đến nơi kiểm tra ok đúng máy đúng như video, anh em nhận máy anh em trả tiền, không đúng thì trả hàng về. Đó ha, rất là dễ dàng anh em ha. Bởi vì con máy bên em á, lúc nào làm cũng phải chất lượng đảm bảo cho anh em, bởi vì cũng là được rất nhiều anh em tin tưởng và ủng hộ cho anh em ha. Nói chung thì cảm ơn anh em và tiếp tục bán giá rẻ hơn những người khác cho anh em mình xài thôi nha anh em. Đó là nó như thế thôi. Đó, thì ngoài mấy con máy này ra, cắt cỏ ra thì em có bán máy cưa. Đó, máy cưa xích, máy bơm nước mini đồ các kiểu anh em. Đó, như như mấy con này nè. Thì anh em có thể là mua thêm cái đầu bơm 150.000, anh em gắn vô, anh em cưới tưới cây, tưới bọng đồ này kia ha, hoặc là rửa mồ, rửa mã đồ này kia. Đó, nó rất là tiện anh em ạ. Cái đầu bơm nó thì mua tính thêm nha anh em ạ, gom cỏ thì bên em cũng có bán luôn 100.000 cái. Đó, đầu bơm nước 150, còn nhớt hai thầy bán theo thì 100.000, cái đó anh em mua thêm thì tính thêm. Không mua thì thôi nha anh em ha. Rồi hôm nay có Mitsu TL43 nè, Echo 315 nè, Mitsu TL261 nè, cơm 261 VIP nha anh em, mà con này VIP như mấy thùng nha. Ở Shingu, Magu, Magu 20 23. Cơm Mitsu, Magu, Echo và đầu con đầu tiên Magu giá 1 triệu thôi. Đó, giá em bao rẻ cho anh em không? Quá giờ. Rồi con Q1, con này là con Magu 20 nha anh em ha, nòng 30 ly 20cc, một con máy nhỏ gọn về cho anh em mình xài gia đình. Con này đáng ra là gán giá lúc nào anh em đi những chỗ khác hỏi đi, Magu 23 giá nhiêu, từ 1,3 triệu, bên em bán cho anh em 1 triệu rồi, máy móc em bao zin cho anh em hết ha. Đó, chạy chéo qua gồm một kim, có cáo nó hơi dơ, rửa vệ sinh chưa kỹ thôi. Đó, bán mềm mềm rẻ rẻ cho anh em mình về xài anh em, 1 triệu bao ship đến trả đúng 1 triệu là xài thôi nghe anh em, tâm liền công tắc để ha, nguyên zin cho anh em hết, ta lái đôi càng đầu bò zin tay ga chết rồi nè anh em, không thích thì em gắn cho anh em cho cái ga bóp, cho bóp kiểu như mà như mấy thắng xe đạp vậy đó, bóp nó nhả, bóp nó nhả cho đây nghe anh em. Rồi con Q1 1 triệu thôi nghe anh em. Con Q2, con Echo gen Echo gen nha anh em ha. Con này nòng của nó là 32 ly 22cc. Con máy này hình thức cũng là nguyên zin nguyên bản máy Nhật ha. Dây xăng lọc xăng rồi còn zin luôn nè. Ở giá 1 triệu 2 thôi. Về cho anh em mình sử dụng gia đình ha. Đó như những gì em nói đó. Đó phát cỏ quanh nhà nè ha. Đó phát cỏ bà rau xài gia đình. Đó em vệ sinh chưa kỹ nè, còn đóng ba cái đất nữa nè anh em thấy. Đó. Đó rồi xong thì muốn bơm nước thì mua thêm cái đầu bơm. Mấy con này là anh em đi từ 15 20 mét dây, ống dây 27. Là anh em bơm vô tư nha. Đó cái đầu bơm em bán là 150.000 cái ha. Ở đây á, là chủ yếu cái máy này là em bán cho người dân, người ta tứ cây tứ gãy thôi, chứ phát cỏ thì cái dùng em thì nó ít cỏ lắm. Đó, chủ yếu là mục đích đó. Bởi vì anh em cứ mua về xài thử trải nghiệm ha. 1,2 triệu máy nguyên zin, chạy chéo qua gồm một kim, cái le đóng xuống là kéo xuống là đóng ha, giật nổ xong thả lên nha anh em. Echo 221 ha, nòng 32 ly 22 cc, cái bao da để meo nè, cái này nè không có nên gắn đầy đủ cho anh em ha.
ta lấy đôi ra công tắc xuống là tắt, lên là mở nha anh em ha. Cản cỏ đồ bò đồ này kia thiếu nữa em gắn đầy đủ cho anh em hết. Rồi Q2 1.2, Q3 một con Magu bao đẹp nha anh em. Trời ơi nó mới. Quá đẹp. Con này xuất sắc nha anh em ạ. Con này có 99% luôn nha anh em ạ. Nó đẹp mới kèn nè. Con này là Magu này là 20 anh em ha, 30 ly nha, kỳ lộn 33. 20cc ha. Dòng máy Magu là dòng máy đời cao, máy mình rất là bền, dễ nổ, ổn định, tiết kiệm xăng, bền, rất là bền anh em ạ, siêu ổn định nha. À, anh em nhìn cộng dây giật nè, xài chưa được bao nhiêu hết. Lắp có dập mất in ra băng cho anh em nè. Đó chạy chéo qua rồi con này đẹp, có phải là 99% luôn nha anh em. 99% luôn. Đó, cần của nó là sử dụng bộ cần tâm gời anh em ha. Tâm gời, tâm nhôm, tâm 260 anh em có thể gỡ cái đầu máy ráp xịt thuốc hoặc là cái bộ còn cái bộ cần của nó rất là thông dụng nha anh em, thông dụng. Đó, máy thì thôi quá đẹp như máy thùng luôn nha anh em ạ, như máy thùng luôn. Rồi ta lái đôi nha anh em ha, cần đầu bò khẳng cỏ rồi này kia nguyên zin cho anh em hết. Q3 1.5 triệu, Q4 là một con G Gip 265 thuộc dòng của thằng Komatsu nha anh em. Nó quá giòn luôn chứ. Rồi. Quá giòn anh em ạ. Con này là nồng 34 ly 26cc, nó thuộc dòng Komatsu đời cao anh em ha. Dòng này chạy là cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Một ngày anh em sử dụng 8 tiếng, nó hao tầm cả 2 lít xăng nè. Nó rất là tiết kiệm xăng anh em ha. Nồng 34 ly cũng là thuộc dạng khỏe rồi. Về anh em mình sử dụng gia đình, phát cước, phát cỏ cứng cứng rồi là ok. Ngon lạnh hết nha. Có cáo nó hơi sức đầy tí xíu nè. Nói chung không ăn thua anh em ha. Giá 1.5 triệu thôi, nồng 34 ly 26cc, ổ việc trợ lực nè, mua ghi đứng nè ha. Chạy chế là chạy chế động tiền ga nha anh em, chế như chế máy cưa rồi, rất là bốc và rất là tiết kiệm xăng. Cái le anh em bật qua như gì là đóng le, giật nghe tiếng nổ anh em xả về. Đó. Vú bơm nằm sau anh em ha, tâm liền. Máy đẹp. Ta lái đôi, ga công tắc xuống là tắt, lên là mở anh em ha, cản cỏ đầu bò rồi này kia nguyên zin hết. Q4 1.5 triệu. Tiếp tục là con V5 là một con Magu 235. Magu 235 anh em ha, nồng của nó là 32 ly 23cc. Dòng Magu thì em giới thiệu cho anh em hoài luôn á, là dòng máy đời cao, máy mình rất là bền, dễ nổ và đặc biệt rất là lại xăng và siêu ổn định. Ví dụ như anh em mới xài máy không biết gì về con máy nó như thế nào thì cứ lấy Magu mà sử dụng, giật dễ nổ, ổn định, bền, tiết kiệm xăng, không hỏng giặt. Đó, không hỏng giặt. Ví dụ như anh em đang chạy rồi này kia, nó trục chặt giặt rồi này kia mới xài, như anh em không biết thì nó khó ha. Đó, bởi vì lấy mấy dòng Magu nó không có hỏng giặt nha anh em, zin hết, ổ giật trợ lực, kéo dây là chạy nè. Đó, thấy không? Đó, ổ giật trợ lực chế qua một gầu hai kim, chế zin ha, chế rất là tiết kiệm xăng anh em ạ. Bộ chế này mới bây giờ nó 500-600 ngàn này, chứ không phải giỡn đâu. Đó, bộ chế zin zin nguyên bản anh em hết, máy rất là đẹp anh em ạ. Con này 1.5 triệu thôi nha anh em, tâm liền ha. Đó, rồi ta lái tròn, ta lái một tay anh em không thích muốn lên, ta lái đôi, em gắn ta lái đôi miễn phí cho anh em mình ha. Cần cản cỏ đầu bò rồi là zin hết nha anh em. Q5 nha, 1.5 triệu. Q6 là một con Magu 203. Q6 là một con Magu 203, nồng 30 ly 20cc, nhưng mà dòng này là đời cao, chạy rất là bốc, rất là khỏe nha anh em ha. Về anh em sử dụng gia đình là vô tư luôn, con này đẹp như máy thùng luôn nha anh em. Đẹp như máy thùng luôn, lóc có dập da bằng rồi anh em thấy không? Đẹp như máy mới nha ha. Dòng này anh em về sử dụng gia đình mà kiểu như mà lâu lâu 5 bữa, 10 bữa, nửa tháng rồi kia lôi ra xài lần ha, là con này anh em xài không biết tới lúc nào mà hư luôn. Đó, 1.3 triệu thôi, máy nguyên zin. Dòng Magu thì con kế bên em mới giới thiệu đó là dòng máy đời cao đó nha anh em. Chụp e nếm gắn đầy đủ cho anh em ha, ổ diệt trợ lực nè, bình xăng lớn zin mới tinh nha anh em, giá 1.300.000 thôi, tâm liền. Công tắc là ha, ta lấy đôi, cần đầu bò rồi này kia nguyên zin nguyên bản cho anh em. Ga này anh em không thích em gắn vô cho anh em cái ga bóp ha, ga bóp mới kiểu như thắng xe đạp nha anh em. Rồi Q6 1.3 triệu, anh em chốt thì cứ gọi vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt follow và một tim ha. Nói chung thì cũng là cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho anh em ha. Rồi tiếp tục là con máy Q7 nha anh em ha, là một con máy Magu 26cc, nồng 34 ly, con máy đầy cao quá.
Magu 26 nồng 34 ly 26cc, dòng máy đầy cao anh em ha. Máy này thì cực kỳ là bền, dễ nổ và tiết kiệm xăng ha. Nồng 34 ly là cũng là thuộc cái dòng máy máy to, máy lớn ha. Về anh em mình sử dụng gia đình, phát cỏ cứng, phát bằng giấy cước là ok, tuyệt vời hết. Con máy này tem màu đen anh em ạ, tem màu đen. Đó, lốc của nó dập Magu là bù giảm thanh, dòng máy này chạy cực kỳ bền, bốc khỏe và lợi xăng. Về anh em sử dụng gia đình, phát cỏ cứng đồ này kia ha, phát cước đồ này kia là rất là ngon anh em. Con này đẹp, ken sao băng. Con này cỡ 99% anh em mà, chứ không phải vừa đâu. Con này giá 2 triệu anh em ạ, giá 2 triệu tùm liền, không tắt. 2 triệu thì quá rẻ luôn, đáng con này phải từ 2 triệu 2. À, những chỗ khác là bán phải từ 2 triệu 2. Rồi, tay lái đồi ha, ra bóp nè. Càng đầu bò càng cỏ là zin hết anh em ha. Q7 anh em ha, 2 triệu 2, đẹp như mấy thùng. Thì cái giá em bán cho anh em á là em bao ship tới nhà cho anh em, tặng kèm cho anh em là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở Mugi, ổ phát bằng dây cước, lục giác 4 và cản cỏ. Máy đến nơi, anh em được quyền kiểm tra máy, test nổ thử, ok, ngon lành, anh em nhận hàng, anh em trả tiền. Nếu như mà không ok, thì anh em trả hàng về cho em. Ví dụ như mà trong cái quá trình sử dụng á, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi này kia nó trục chặt cái gì á, thì anh em báo về bên em sẽ bảo hành cho anh em ha. Ví dụ như ổ giật hư, thì em sẽ gửi cho anh em ổ giật, hay là nó trường hợp ABCD gì đó. Đó, thì anh em cứ yên tâm về cái phần đó ha. Bán là còn lâu dài, chứ không phải là bán một ngày, một bữa nha anh em. Rồi, Q7, 2 triệu nha anh em. Rồi, Q8. Con này là giá thơm anh em ơi. Con này là con Singu 2500 nồng 34 ly 26cc, mà giá chỉ có 1 triệu gửi thôi anh em. Nồng 34 ly 26cc chỉ có 1 triệu gửi thôi. Giá này thì cực kỳ rẻ luôn. Anh em nhanh tay mà chốt mà hốt mà lụm anh em ha. Về anh em sử dụng là phát cỏ cứng đâu này kia ok, ngon lành hết. Máy nguyên zin, dòng máy đầy cao anh em. Máy đầy cao, ổ giật cho lực, chế quam gồ 2 kim, chế zin cho anh em nha. Chế quam gồ 2 kim zin anh em ha. Nhưng mà cái phiên bản này nó làm cho mà cái bộ chế nó nằm ngang ha. Đó là kéo lên là đóng nè, đẩy xuống là nở, làm nằm ngang cho anh em mình bơm xăng cho nó dễ dàng nè. Đó, giá 1 triệu gửi thôi mà anh em đã sở hữu một con máy 26cc nồng 34 ly, đề cao luôn chứ, đề cao ổ giật trợ lực luôn, chế quam gồ luôn ha. Mà con máy này chỉ có là nó nặng tầm cỡ 4kg thôi, 4kg, 4kg rưỡi thôi. Đó, tùm liền anh em ha, ga nè, công tắc nè, đó, gì là tắt rồi nè, về đây là mở ha. Tay lái trò, anh em thích thì để xài, không thích thì anh em muốn lên tay lái lôi, em gắn tay lái đầu cho anh em ha. Cần đầu bò đều là zin nguyên bản cho anh em hết nha. Rồi, con Q8 anh em, 1 triệu gửi nha, bình xăng mới tin nè. Rồi, con Q9, còn một con siêu phẩm nha anh em. Siêu phẩm nha anh em, con này là siêu đẹp 99% luôn nha anh em. Đó, Isaki ha. Isaki nha anh em ha, thuộc dòng máy của thằng Kumitsu. Nồng 34 ly, 26cc, đẹp như mấy thùng. À, ổ gì cho lần, chạy chế quam gồ 1 kim, máy móc nguyên zin, nguyên bản cho anh em, bình xăng lớn zin. Nó có cái lần mà gọi là găng găng anh em ha. Nói chung là không ăn thua, không có xì xăng, bao cho anh em luôn, xì là là tăng thêm cho anh em mình mới luôn, anh em cứ yên tâm ha. Con này 2 triệu tư nha anh em. Thì em báo luôn là cái dòng này là dòng máy VIP đẳng cấp. Dòng này là có Huwana 226, là nó nhái theo phiên bản này, với lại là thằng Trung Quốc nhái theo. Thì con Hu 226 thì anh em biết giá nó như thế nào, 4 triệu, 5 triệu đó, thì hàng mới em không làm, em không biết. Còn cái hàng Trung Quốc thôi thì nó cũng đã 6-7 triệu rồi rồi. Mà con này á là chạy bền gấp 2 lần con Hu 226, còn con Trung Quốc thì phải gấp 3, gấp 4 lần. Đó, mà do hàng Nhật Bản về lô giá thì em bán cho em là cực kỳ rẻ, 2 triệu tư thôi. Dòng này bao cho anh em xài luôn, pha nhất chuẩn, không biết tới lúc nào mà mới hư được nó nghe anh em. Đó, thì đã là Trung Quốc nhái theo, Thủy Điển nhái theo, thì anh em biết cái chất lượng của cái hai con máy Nhật này như thế nào anh em ha. Máy em bao zin cho anh em 100%, nồng 34 ly, 26cc. Nó là sử dụng tum nhôm anh em ạ, tum nhôm trên đây là nó có hai chạy sơn nè. Đó, nhưng mà máy rất là đẹp anh em ạ, đẹp lan can sao băng cho anh em hết nha. Đó, đẹp lan can nha anh em. Đây, cục thun.
bình xăng Gin này, quá mới, xuất sắc nha anh em, giữ lắm lâu rồi mới gặp được con cơm 26 mới. Đây, để mèo lịch sự nè, tay lái nè, tay ga nè, xuống là tắt lên là mở ha, cần đầu bò cản cỏ rồi này kia, nguyên Gin nguyên bản cho anh em hết nha anh em ha, quy chính nha anh em ha, 2,4 triệu nha, siêu vip nha anh em, mà siêu vip về anh em phát cỏ cứng phát cước rồi này kia là bao bền, bao khỏe, bao mạnh luôn. Rồi tiếp tục là con quy 10 Mitsu, đây là 261. Mitsubishi tên là 261 nồng 33 ly 26cc. Con này là bao đẹp cho anh em luôn. Bao đẹp, bao Gin cho nên nguyên bản 2,5 triệu nha anh em à. Bình xăng lớn Gin trắng tinh nha anh em. Chế là chạy chế warm rồi hai kia anh em nhé. Ốc tán bao đẹp, bao mới cho anh em luôn. 2,5 triệu quá mềm, quá rẻ, máy móc nguyên Gin nguyên bản cho anh em 100%. Cái dàn hơi con này còn dữ lắm nha anh em. Bao Gin cho anh em hết nha anh em ha, 2,5 triệu nha. Con này thì nói chung bao Gin thôi, khỏi cần phải giới thiệu chi nhiều. Nồng đấu số 26, máy rất là đẹp. Rồi, căng tấm gai. Thấy không? Đẹp nha anh em ha, nhưng mà nó có cũng có dấu hiệu là nó hơi chạy sơn. Nói chung là nước sơn Gin thì để nó chạy ha. Còn không thôi á, em muốn sơn lại thì nó cũng rất là dễ dàng thôi nha anh em. Đơn giản lắm, nhưng mà nước sơn Gin để sao có sao thì để vậy cho anh em ha. Rồi, tay lái đôi nè ha. Đầu bò nó còn nước sơn màu đỏ rồi nè em thấy không? Ở cạn cỏ rồi này kia nguyên Gin. Nguyên bản cho anh em ha. Q10 2,5 triệu. Rồi, tiếp tục là Q11 Echo. Q11 Echo 35 nồng 36 ly. Đó, 36 ly 32cc. Giá chỉ có 2,2 triệu thôi. Giá cuối năm, giá rẻ cho anh em mình về xài nha. Nồng 36 ly, nồng của nó bằng với thằng Mitsubishi TL33 nha anh em ha, mà giá rẻ hơn 1 triệu mấy luôn. Anh em kiếm dòng máy lớn, máy Nhật, máy chạy bền, tiết kiệm xăng thì anh em lấy thử dòng này xài giùm em ha. Đó, chạy rất là bền, lóc có dập mắt in da băng cho anh em đàng hoàng luôn. Chế là chạy chế da, chế này là chế da bơm ha, chế da bơm mà quả ga rất là bốc bền và tiết kiệm xăng, cực kỳ dễ nổ nha anh em. Ổ giật của nó rất có trợ lực áp nha, giật rất là nhẹ nhàng, lôi thẳng dây là chạy ra đó. Rồi con này 2,2 triệu nha anh em ha. Đây, Echo 35, máy còn khá là đẹp, cần tum gầy tum nhôm tum của Echo nha anh em. 2,2 triệu đây, quá rẻ luôn. Thật sự nếu như mà thông thường á, mấy con này là từ phải 2,5 triệu cái này mà. Bình thường là phải giá từ 2,5 triệu nha. Rồi ta lái đôi ha, ga chết, công tắc xuống là tắt, lên là mở ha. Cần, đầu bò, đồ này kia, cản cỏ, Gin ok hết nha anh em ha. Rồi, tiếp tục Q12. Quá dễ. Ôi, con máy nó bự mà có chiều 8 thôi. Q12 là con Mitsubishi TL43 nha anh em ha. Nồng 40 ly, 43cc. Hàng này là hàng chung xuất Nhật nha anh em ha, chứ không phải là hàng xịn nha. Anh em lưu ý, hàng chung xuất Nhật chứ không phải là hàng xịn nha anh em ha. Đó là linh kiện đồ đạc là của Nhật, nhưng mà công ty đặt tại Trung Quốc ha, mướn nhân công Trung Quốc lắp ráp ha. Bởi vì cái giá thành nó rẻ, 1,8 triệu thôi. Nồng 40 ly 43cc, về cho anh em mình sử dụng phát cước, phát cỏ cứng rồi nè ha. Dùng Tây Nguyên đồ này kia đó là xài mấy cái dòng này. Giá 1,8 triệu, giá cực kỳ rẻ, chạy bền gấp đôi cái con máy Trung Quốc bán tại Việt Nam ha. Bền gấp đôi con máy mới bán tại Việt Nam nha anh em ha. Anh em phải biết là hàng nó ở đâu ha. Rồi, giá 1,8 triệu thôi, chạy chế là chạy chế 2 kim 430. Đó, chế 2 kim 430 nha, chạy rất là khỏe, lực lóc đồ kia bóng lộng anh em thấy không. Rồi, 1,8 triệu thôi, chưa cần tum lớn anh em ha, tum lớn tum 430 nha. Đó, ta lấy đôi ha, ra bóp cho anh em, công tắc o là tắt, y là mở ha. Cần đầu bò cản cỏ đồ này kia ok, ngon lành, nguyên Gin hết cho anh em nha. Rồi, nguyên bản cho anh em hết nha. Con Q12 1,8 triệu nha anh em. Anh em chốt máy thì cứ gọi vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh.
và một dấu like ha. Nói chung thì cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh em. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều ha.